Thưa quý vị và các bạn, đối với các sản phẩm bánh kẹo, Việt Nam là thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao từ 10 đến 12%, trong khi trên thế giới và trong khu vực là 1 đến 3%. Doanh nghiệp trong nước đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt do mức tiêu thụ bánh kẹo bình quân mới đạt 1,8 kg một người trên một năm, trong khi trung bình thế giới là 2,8 kg một người trên một năm. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, thị trường bánh kẹo Việt Nam rất tiềm năng, hấp dẫn đối với cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng đang diễn ra hết sức gay gắt. Các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nước ngoài với máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, triển khai thị trường chuyên nghiệp đã chiếm lĩnh phần lớn phân khúc cao cấp. Vì vậy, để có sự cạnh tranh trên thị trường, những thương hiệu của các doanh nghiệp nội địa phải tập trung nâng cao chất lượng, giá cả cạnh tranh, khẩu vị phù hợp với người tiêu dùng, đột phá về mẫu mã, liên tục đưa sản phẩm mới ra thị trường. Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, những năm qua, công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất, giá nguyên phụ liệu đầu vào không ổn định, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, khiến người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu, vân vân. Trong cùng phân khúc thị trường tiêu thụ, mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt giữa các sản phẩm cùng chủng loại trong nước cũng như nhập ngoại. Cách đây thời gian trước, tầm 2 năm về trước, thì một số hàng nội chúng ta thì chưa chú trọng nhiều lắm về đến cái mẫu mã chất lượng. Tuy nhiên thì thời gian gần đây một số hàng ngoại người ta cạnh tranh nhiều thì một số thương hiệu lớn như là Hữu Nghị hay Kinh Đô thì họ chú trọng nhiều mẫu mã sản phẩm và chất lượng thì tốt. Để các sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, ngoài việc chú trọng đến chất lượng sản phẩm, khẩu vị, thị hiếu, các sản phẩm của doanh nghiệp luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng. Cùng với đó là việc triển khai hưởng ứng mạnh mẽ của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nói không với thực phẩm bẩn, vân vân. Em rất thường xuyên mua hàng của Việt Nam ạ, tại vì là hàng sản phẩm của Việt Nam mình thì bây giờ cũng có rất nhiều là mẫu mã đa dạng phong phú, và về chất lượng sản phẩm thì em thấy cũng rất là ổn định, và về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng được đảm bảo ạ, nên là em rất hay dùng hàng Việt Nam. Khi mà vào siêu thị thì em thường sẽ ưu tiên hàng Việt Nam hơn, nhất là vì cái khẩu vị của nó phù hợp với người Việt Nam mình. Thứ hai nữa là cái giá của nó cũng phù hợp với túi tiền mình hơn. Cùng với đẩy mạnh tiêu thụ ở trong nước, công ty còn chú trọng đến thị trường nước ngoài. Những năm qua, công ty tiếp tục duy trì và phát triển các thị trường xuất khẩu truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc và Myanmar, Nhật Bản, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại để xâm nhập thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, tiếp tục tiến tới mở rộng các thị trường mới. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, cũng như việc thành lập cộng đồng ASEAN đã tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm hàng hóa, trong đó có các loại bánh kẹo ngoại thâm nhập thị trường nội địa, đặc biệt là sản phẩm của các nước trong khu vực ASEAN như Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Do vậy, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng gay gắt. Các chuyên gia kinh tế nhận định, doanh nghiệp nội cần dịch chuyển cơ cấu từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, tập trung đẩy mạnh mở rộng phát triển thị trường trong nước, tăng cường đầu tư cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là phải có chiến lược phát triển dài hạn. Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển.